Em Thành xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Và ngày hôm nay em Thành xin giới thiệu quý anh chị một siêu phẩm Lắc A bản Premium được sản xuất 2019 nhá, màu xám, nội thất nâu da bò. Chiếc này của em thì lăn bánh 5,6 vạn km zin luôn quý anh chị nhá. Cam kết km cho quý anh chị luôn ạ. Đấy, màu xám là màu nòng súng rất là đẹp luôn, nhìn nó cực kỳ là thể thao luôn anh chị nhá. Đó. Xe này của em thì đã lên được rất là nhiều đồ. Đấy. Đèn bi led này, mí bim luôn nhá anh chị nhá. Đó, nhìn rất là đẹp và sáng luôn đấy ạ. Đấy. Phải nói là chủ xe này cực kỳ là giữ gìn chiếc xe này luôn. Đó. Tuy chiếc xe này không phải là một chủ từ đầu, nhưng mà cái chất xe thì còn như là mới luôn đấy ạ. Đấy. Và đặc biệt nữa là chủ xe cũng đã mới thay một dàn lốp này cho quý anh chị nhá. Nó trị giá tầm đâu đó tầm 24 triệu đấy ạ, cho một dàn lốp này. Đấy, dàn lốp mới tinh luôn anh chị ạ. Vừa thay xong thì bọn em mua về luôn. Đó. Ở đây thì la răng thì nó sẽ hơi bị chém. Đấy, la răng hơi bị chém cho nên là những cái này thì em sẽ cho đi spa phay lại la răng cho nó đẹp hơn thôi. Đó. Đầu đây. Lên lốp này, 20 này. Nói chung là chiếc này của em rất là đẹp, phủ ceramic toàn bộ rồi nhá. Bản full này thì sẽ có là cam 360 độ rồi này. Nẹp chrome này, cốp điện này. Đấy, dán phim 3M xịn nhá, cả trước cả sau đều là kính là phim xịn luôn anh chị ạ. Đấy, rất là đẹp. Cốp này quá mới luôn. Chút nữa thì em sẽ quay về phần nội thất và em sẽ nói về phần nội thất nhá quý anh chị nhá. Đó, rất là đẹp. Rất là thể thao luôn anh chị ạ. Trên kia em có một chiếc siêu phẩm nữa này, một siêu phẩm nữa, tí nữa em sẽ quay lên một cái video cho quý anh chị nhá. Đó. Đấy là siêu phẩm Lắc SA Bay chạy có 8.000 km thôi. 2021 chạy đúng 8.000 km zin luôn anh chị ạ. Đây, và đây là phần nội thất của chiếc Lắc A Premium 2019 nhá. Đó, nội thất nâu da bò cực kỳ là sang trọng và sạch sẽ luôn đấy ạ. Đó, rất là mới luôn. Và xe này về thì em hiện tại là em không làm bất kể một cái gì, còn đang chưa spa dọn dẹp gì cả luôn. Đấy, mà cái chất xe nó đã như thế này rồi đấy ạ. Sơn hoàn toàn như là về mà em không phải làm gì đến sơn luôn. Rất là mới, bảo dưỡng định kỳ đầy đủ này. Đây là mốc 63.000 nhá. Đây, km hiện tại này đang là 5.6 này. Đấy, chủ xe cũng mới bảo dưỡng luôn anh chị nhá. Mới bảo dưỡng cách đây tầm khoảng 10 ngày thôi. Đó, có đầy đủ lịch sử hãng nên anh chị nếu mà chốt chiếc xe này thì có thể mang ra hãng để check, sẽ biết rõ được cái lịch sử của nó nha anh chị nhá. Đấy. Chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ loa súp, súp gầm dưới đây. Đó, thì em xem bên kia em sẽ quay cho quý anh chị xem nhá. Đó, rất là mới luôn anh chị ơi. Chủ xe phải nói là cực kỳ là giữ gìn luôn anh chị ạ. Đó, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Ở bản full này thì nó là 128 mã, à quên 228 mã cơ anh chị ạ. Đấy. Vớt tốc rất là nhanh luôn đấy ạ. Nó khác là bản bay, bản bay với bản plus nó chỉ có 174 mã thôi. Đây, em cho quý anh chị xem về phần cái loa súp của nó này, nghe hay lắm. Anh chị lãi luôn một lần súp này nhá. Cái loa súp này của nó loanh quanh tầm khoảng 14 củ rồi đấy. Đấy, thảm sàn các thứ đầy đủ hết rồi. Nói chung xe này anh chị lấy về chỉ việc đi thôi, không phải bảo dưỡng, không phải spa, không phải làm gì cả. Rất là đẹp. Đấy. Rồi em giới thiệu lại nhá. Đây là chiếc Lắc A Premium sản xuất 2019, màu xám ghi. Nội thất màu nâu da bò, chạy 5,6 vạn km zin. Hiện tại thì chiếc này em đang chào bán loanh quanh tầm khoảng gần 600 triệu. Gần 600 triệu, anh chị quan tâm thì có thể liên hệ ngay số line em ghi vào màn hình nhá. Đấy. Chiếc này thì cực nét luôn anh chị ạ. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo.